Chào các bạn đang xem page, mình là Nam, 26 tuổi, hiện đang làm công việc kinh doanh, có thu nhập ổn định và đã cưới vợ vào đầu năm ngoái. Từ khi yêu nhau, vợ mình đã thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân không có muốn có con, cũng như sợ phải trải qua nỗi đau sinh nở. Tuy nhiên, mình khi đó thì vẫn luôn cho rằng cô ấy chẳng qua là còn quá trẻ thôi, cùng lắm khi cưới nhau về thì mình cũng chịu khó dỗ dành. Thuyết phục chút xíu thì kiểu gì cơm cũng lành, canh cũng ngọt nghĩ là làm sau khi kết hôn mình bắt đầu nói bóng nói gió mấy câu kiểu em xem kìa vợ chồng thằng dương mới sinh được cậu con trai đầu lòng đó trời ơi nhìn thằng bé nó kháu khỉnh dễ thương đáo để luôn hay là nhà của mỗi hai người cảm giác cứ trống trải thế nào em ha đó mỗi lần vậy là vợ chỉ im lặng cười rồi thôi mình cứ mong mưa dầm sẽ thấm lâu kiên trì chút thì sẽ đến ngày em chấp nhận vì gia đình này mà sinh con đẻ cái Thế nhưng, cái gì cũng có giới hạn các bạn, mà mình cũng bắt đầu trở nên sốt ruột khi liên tục bị phụ huynh hai bên dục giả hỏi han. Dần dần, mình không còn nói bóng nói gió nữa mà chuyển sang nửa thuyết phục, nửa ép buộc vợ. Rốt cuộc, vào một ngày, vợ mình cũng thôi không im lặng, cô ấy nói. Chủ nhật, em muốn vợ chồng mình đi đến một nơi, xong xuôi rồi chúng ta sẽ bàn bạc với nhau về vấn đề con cái, anh nha. Mình nghe vậy, liền đồng ý, bụng thì vui như mở cờ bởi vì chắc mẩm rằng Phen này phi vụ đã thành công trót lọt rồi. Chủ nhật cũng đến, vợ dặn mình á, chở tới khoa sản. Sau khi khám sức khỏe xong thì hai vợ chồng cùng ngồi nghe bác sĩ tư vấn. Các thông số của chị nhà cho thấy sức khỏe không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, anh chị cũng cần chuẩn bị tinh thần trước bởi vì mang thai là một quá trình vô cùng vất vả. Người phụ nữ phải đánh đổi rất nhiều. Trường hợp xuất hiện tình trạng rạn da, tăng cân, rụng tóc là hoàn toàn bình thường. Trong thời gian mang thai, mong gia đình sẽ chuẩn bị tâm lý kỹ càng và càng phải quan tâm chăm sóc bà bầu nhiều hơn. Đặc biệt là lúc nào chị nhà cũng phải giữ tâm trạng vui vẻ, đừng quá lo lắng, nếu không sẽ rất dễ dẫn tới trầm cảm sau sinh. Sau khi nghe những lời căn dặn của bác sĩ, mình hãy còn vô tư nên cho rằng mấy vấn đề kể trên chỉ là chuyện tầm vào thôi. Đâu phải bà bầu nào cũng sẽ bị rạn da, rồi tăng cân hay là rụng tóc đâu. Thậm chí kể cả có bị thì mình vẫn yêu em cơ mà. Nghĩ sao nói vậy? Mình cam đoan với vợ luôn. Em yên tâm, kiểu gì sinh con xong, vợ anh vẫn sẽ trẻ đẹp như cũ. Còn không thì anh vẫn yêu em, mà còn yêu em nhiều hơn trước nữa nên đừng có lo. Đó, vợ nghe xong thì chỉ bình tĩnh nhìn mình cái. Sau đó lại hướng ánh mắt về phía những bà bầu với dáng vẻ mệt mỏi đang ngồi đợi ngoài hành lang, hỏi Anh thử đoán xem nếu em trở nên giống họ thì sẽ cảm thấy thế nào? Tiếp theo đó, vợ dân mình trở đến một trung tâm y tế, nơi mà đang mở dịch vụ giúp cho tất cả mọi người đều có thể trải nghiệm nỗi đau sinh đẻ. Ban đầu các bạn thì mình không muốn thử lắm đâu bởi cứ cảm thấy chuyện này nó kỳ kỳ sao á. Chắc có lẽ vì thấy sự không tình nguyện của mình cho nên vợ mới nói khít. Nếu anh muốn em sinh con thì ít nhất cũng phải biết vợ mình sẽ phải trải qua nỗi đau như thế nào chứ, đúng không? Đó, vì quá mong con đi và cũng muốn chứng minh cho em thấy rằng sự lo sợ trước vợ của vợ là hoàn toàn vô lý. Cuối cùng mà các bạn thì mình cũng đồng ý ngồi lên ghế để cho người ta gắn đủ thứ dây vợ chằng chịt lên người. Khi ấy trong đầu mình vẫn còn cảm thấy hơi hơi tự mãn bởi vì cô biết bao nhiêu thành đàn ông sẽ dám hy sinh như vậy. Và vợ đã quá may mắn khi lấy được một anh chồng điểm 10 như bản thân mình. Nhưng sau đó là đến khoảng thời gian khó quên nhất trong cuộc đời mình đây người ta nhấn nút khởi động, từng cơn đau bắt đầu dội lên. Trời ơi, nó kinh khủng đến mức một thằng đàn ông như mình còn phải hoàng hoại, dãy dụa, mồ hôi mùa kê chảy rộng rộng, nước mắt cứ vậy mà không kìm được, cứ trực trào ra. Khi kết thúc quá trình trải nghiệm, một phần quyết tâm muốn vợ sinh con trong đầu mình cũng bắt đầu lung lay. Nhưng mà ông hiểu sao, vẫn còn ôm chút ảo tưởng, mình mạnh miệng nói với vợ rằng, cái dịch vụ này chắc là dở mời. người ta cứ làm quá lên chứ khi sinh con khả năng cao sẽ không đau như thế đâu mình ạ à? vợ nghe xong thì chẳng thèm đáp cô ấy chỉ lặng lẽ đỡ mình lên xe lúc này vợ cầm lái bọn mình dừng trước cổng một bệnh viện phụ sản lúc bấy giờ ở đây đang chuẩn bị diễn ra một ca sinh thường ở mọi người thiệt nha mình đã chết lặng khi tận tay nghe những tiếng gào thét của người phụ nữ xa lạ đó một chút ảo tưởng cuối cùng cũng nát vụn luôn rõ ràng nỗi đau mà bản thân vừa mới trải qua kia hoàn toàn chẳng hề phi thực tế dù chỉ một chút vì đến nhà rồi mà mãi mình vẫn chưa thể hoàn hồn á vợ thì vẫn như vậy em lại cặm cụi nhặt rau nấu cơm rồi dọn dẹp nhà cửa khung cảnh yên bình ấy đã đánh thức mình khỏi sự ích kỷ của bản thân nhẹ nhàng mình ôm em từ phía sau mình đưa ra quyết định luôn thôi em vợ chồng mình hỏng sinh cũng được chỉ là nếu em đồng ý thì nghe đầu đó tụi mình nhận nuôi một đứa trẻ đi. Bố mẹ hai bên thì cứ để anh lo. Em yên tâm, cuộc đời này chồng chỉ cần vợ thôi là đủ rồi. Em khẽ khàng siết tay mình. Và dù không nói ra nhưng mà mình biết chắc rằng á, lúc này vợ đang hạnh phúc lắm. Mình thực sự cảm thấy quá may mắn bởi em đã không vì sự ích kỷ lẫn thiếu hiểu biết của người chồng này mà lựa chọn rời đi nhưng mà chắc chắn chẳng phải cô vợ nào cũng sẽ bỏ qua cho cảnh nàng ông như vậy đâu. cho nên các ông ạ, à, cơ thể phụ nữ là thuộc quyền sở hữu của chính cô ấy. cô ấy muốn làm gì thì có thể làm cái đó, không muốn làm gì thì các ông cũng đừng có ép buộc nha. cái giá phải trả các ông không gánh nổi đâu. hãy yêu thương và tôn trọng quyết định của vợ mình nha, bởi vì cô ấy có cái quyền đó mà. đừng giống như tôi trong quá khứ cứ nặng nạt ép vợ một hai là phải sinh con. Và nếu như ông nào cũng đang có những cái suy nghĩ ích kỷ giống tôi thì nên thử đến khoa phụ sản đi, nghe những lời căn dặn của bác sĩ, sau đó đi trải nghiệm cảm giác sinh con. Rồi cuối cùng chắc chắn phải đứng ở trước cửa phòng sinh, tự mình mấy ông nghe những tiếng gào thế vừa đau đớn vừa bất lực đó, các ông sẽ hối hận thôi. Còn nếu như không hối hận thì trời ơi làm ơn giải thoát cho cô ấy giùm tôi. Khi mà mục đích của ông lúc cưới cô ấy về chỉ là để sinh con cho mình một đứa trẻ, thì tốt nhất hãy tìm một ai đó khác cũng có nhu cầu ấy mà lập gia đình nha. Giới thiệu với mọi người, mình là Nam, tốt nghiệp ra trường đã được 2 năm và hiện đang có công ăn việc làm ổn định. Cách đây một thời gian, mình đã fall in love với một chị mà chuyện tình phi công lái máy bay của hai đứa nó cũng lạ lắm mọi người. Nói thiệt, vẻ ngoài của mình không bắt mắt lắm đâu, kiểu hơi gầy á, nhìn thư sinh và thường được mọi người nhận xét là cách nói chuyện tương đối dịu dàng ấy. Trái lại, người yêu mình thì siêu 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 đẹp, phải nói là sánh ngang với người mẫu á trời, chỉ cao, à cao hơn mình hẳn cái đầu nha. Ăn mặt thì cũng như các cô gái khác thôi, nhưng mà nhìn cứ lem lem kiểu gì ấy. Rồi hai đứa quen nhau qua game trước giờ mình hay pick xạ thủ còn máu giấy nữa cho nên gặp chị cầm tướng thang support cho thì phải gọi là mừng hơn bắt được vàng đúng không hai đứa đồng cam cộng khổ chinh chiến không biết bao nhiêu là mùa giải giành được kha khá dễ thưởng độ cho nên cũng có cảm tình nhất định với đối phương nha thế là vào một ngày đẹp trời mới hẹn nhau ra gặp mặt lần hẹn hò ấy, mình và chị không chọn quán trà sữa hay là cà phê như người ta mà tấp thẳng vào một tiệm nướng đồ gội full combo thịt thà các kiểu, cộng thêm 6 lon bia để vừa ngồi nói chuyện vừa lai rai cho đã cái miệng. Bởi muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông đồ cho nên dù tủ lượng chẳng ra sao nhưng mà mình vẫn uống hết sức nhiệt tình. Kết quả sau khi nóc hết một lon rưỡi thì mình gục xuống trong khi chị nhà mình vẫn tỉnh như sáo sậu. Tối đó hai đứa ôm nhau ngủ chung giường Bởi vì say quá rồi Cho nên mình cứ vậy mà mơ mơ màng màng thiếp đi mất Lúc tỉnh chỉ nhớ được rằng Mùi hương trên cơ thể chị Trời ơi thơm kinh khủng rồi thì hai đứa cũng chính thức thành một cặp thôi. Thời gian đầu yêu xa và bởi vì mình còn đi học cho nên chị thường sẽ là người chủ động bắt xe sang trọ của mình chơi mặc dù bản thân là con trai nhưng mà từ lúc yêu chị thì mình lại được chiều chẳng khác gì công túa luôn mọi người mỗi khi ở cùng nhau người yêu sẽ lôi mình ra đắp mặt nạ trời ơi rồi còn được chị tự tay sấy tóc nấu ăn cho nói chung là hạnh phúc không để đâu cho hết có lần người yêu đi vội cho nên không mang đủ quần áo phải mừng đồ của mình để mặc khỏi phải nói lúc ấy mình vui thế nào bởi mãi chuyện của hai đứa mới có một chi tiết hiếm hoi giống như các cặp đôi bình thường khác cơ mà lạ lắm khi mà chị bước từ trong phòng tắm ra trên người mặc áo sơ mi cùng quần âu đi mượn mái tóc dài buộc lên cao trời đất ơi nhìn không chỉ mờ lem thôi đâu nha mấy ông mà men chịu không nổi luôn thấy mình cứ nhìn chằm chằm thì chị mới bước tới đoạn khoác tay lên vai mình rồi trêu à thấy chị của anh đẹp trai không đó nói xong còn hất cái cầm lên giống như đang là khoe vậy đó mình lúc ấy ngưỡng quá trời, làm ra vẻ dỗi dỗi, trong lòng nghĩ một đằng nhưng mà lời ra ngoài miệng lại đi một nẻo. Còn lâu mới bằng anh. <laughs> Chị thấy vậy thì không giận mà còn vừa cười vừa cúi xuống thơm cái chốc lên má của mình. Trời ơi, ghét ơi là ghét. Kể mãi có khi mọi người lại tưởng mình là thằng ăn bám cơ mà không phải đâu nha mọi người chẳng qua cách thể hiện tình cảm của hai đứa nó hơi ngược đợi một chút xíu ví như khi mình và chị ở chung người yêu nấu ăn rồi thì mình sẽ là đứa sẵn tay lên rửa bát nhà cửa cũng không bao giờ có chuyện mình để cho chị một mình dọn dẹp đâu và dù người yêu có mạnh mẽ men lì đến đâu thì hàng tháng vẫn phải trải qua kỳ kinh nguyệt mà cô gái nào cũng sợ khi ấy thì lại đổi ngược vai nha mình sẽ là người chiều chuộng chăm sóc cho chị và hiện tại thì mình đã chuyển đến sống cùng thành phố với người yêu. Hai đứa hàng ngày cùng nhau đi làm, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau chơi game. Cuộc sống trải qua vô cùng vui vẻ luôn. Đầu tháng vừa rồi, hai đứa mới ra mắt người thân nè. Ngày cưới cũng đã chọn xong rồi nha. Chỉ chờ đến dịp chính thức được về chung một nhà thôi. Thiệt, nhìn chị súng xính thử với của dâu mà lòng mình ngập tràn hạnh phúc mọi người ơi. Mong rằng những tháng ngày sau này tụi mình sẽ luôn yêu thương nhau như vậy. À và tôi cũng chúc cho mọi người sớm tìm được nửa kia của cuộc đời mình nha. Chào admin và các bạn nghe chuyện Sau kể câu chuyện drama về tình yêu của đứa bạn em Vì muốn giữ thể diện cho hai bạn Nên đã không nói là bạn tên Hiền Và bạn Nam kia tên là Nông Việt Hoàng đâu ạ Em phải nói đúng là cặp đôi này Chắc kiếp trước bọn em có nợ nần gì không Chứ báo quá trời đi Chuyện là vào đầu năm học Khi em chưa tìm hiểu kỹ về bạn Hoàng Nên có giới thiệu cho bạn Hiền làm quen Tại cái vẻ ngoài lãng tử Cũng tính cách vui vẻ Nên em cứ nghĩ nó là mảnh ghép hoàn hảo của bạn Hiền cô gái đang mong muốn tìm một người bạn trai là một bà mối vừa mới chập chững bước đi em mạnh dạn ở giữa giới thiệu hai bạn cho nhau hai bọn nói như nào thì em không nhúng tay vào nữa sau một thời gian bạn hiền quen bạn hoàng thì dần dần hắn đã lộ ra vẻ mặt tà dâm và biến thái bạn hiền có việc gì cũng kể cho bọn em nghe nên việc bạn hoàng mới quen đã đòi ngủ với hiền khiến em không chấp nhận được là một người đứng ra giới thiệu nên em mới khuyên hiền ê Mới yêu mà đã đòi ngủ thì tao nghĩ là thôi mày chia tay với nó đi Tình cảm đang mới nên giờ dứt nó dễ hơn Mà Hiền kể thì kể vậy chứ nó vẫn không muốn dứt với Hoàng Nó bảo là thôi mày ơi tao chỉ kể cho bọn mày nghe vậy thôi Chú Hoàng cũng tôn trọng tao mà Ảnh ít nhất còn hỏi ý tao trước á Chỉ cần tao không chấp nhận là được mà Ừ mày ngu thì mày chịu Bà đây không muốn nói nữa Rồi Hiền còn nói thêm là Hoàng còn muốn nó sinh con cho thằng này Mình mới bảo Ủa mày không thấy thằng này nó không ổn mà chưa gì đó rồi sinh con đổi lại là con nói tỉnh bơ của hiền hiếm có người nào nghĩ trước tương lai với một cô gái mà mình mới yêu lắm anh ấy chắc phải là người nhìn xa trông trọng muốn tiến xa với tao á ừ con bạn nó nghĩ tích cực vậy cũng được để hôm nào bị vã thì ngồi đó mà khóc méo ai rảnh mà đi dỗ thấy nó không tỉnh thì đứa khuyên đây cũng chịu hai đứa nó yêu nhau khoảng một tháng thì thằng này tự động chia tay bạn hiền em thấy thế cũng mừng cho bạn nhìn nó khóc lóc đau khổ cũng thương nên có an ủi nói nó, thôi bỏ đi mà làm người mẹ. Thằng này tao thấy nó bất ổn từ đầu rồi, để tao chuộc lỗi bằng cách giới thiệu cho mày người tốt hơn. Mà thằng cha Hoàng này nó đúng kiểu bệnh hoạn, biết Hiền đang yêu đương với người khác, nên thằng này nó hắt nít Hiền rồi nhắn tin với người yêu mới của Hiền là có muốn lấy ảnh khiêu dâm, ảnh nóng bỏng mắt của Hiền hay không? Không những thế, bạn nông Việt Hoàng còn tự tiện lấy ặt bạn Hiền hẹn hò với chính ặt Facebook của mình. Thằng này nó bị làm sao á? là một người bạn tốt, bọn em đã kêu gọi hội chị em và lập post chat lấy lại danh dự cho bạn Hiền. Sau khi mọi chuyện đã được bọn em giải quyết ổn thỏa, rửa lại nỗi oan cho bạn Hiền, thì bạn lại quay lại bán đứng tụi em. Không biết trải qua bao nhiêu chuyện như này mà nó vẫn còn có thể mặc dày quay lại với thằng Hoàng, rồi phủi sạch mối quan hệ với người yêu mới của nó. Bọn em bị đâm sau lưng một phố đau đớn, giờ nhắc lại vẫn cay. Tiện đây em xin gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới bạn Hiền và bạn Hoàng. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, kèm theo lời nhắn chia tay đừng quay lại tìm bọn tao than vãn nha chưa. Chào mọi người, mình lên đây muốn hỏi xem là bản thân đã làm gì sai mà để em người yêu phải chia tay mình dứt khoát như vậy. Mình là sinh viên năm tư, em là sinh viên năm ba. Biết em hôm nay mới thi xong cho nên mình muốn đưa em mua con gấu dâu tây gì đó mà đang rất nổi trên mạng á. Coi như là quà động viên Thế là hai đứa hí hửng đi đến shop bán gấu bông xinh xinh. Đến cửa hàng, mình nhìn chúng luôn em gấu bông màu hồng đang ôm quả dâu tây Size thì vừa vừa đáng yêu. Định lấy xuống thì em gọi ới lại. Anh ơi, em muốn con gấu to bự này. Nhìn hướng tay em chỉ thì cũng là con gấu ấy, nhưng mà size thì to hơn. Em hí hửng bảo chứ. À, mua con này đi anh, em thích con này lắm. Thì bạn nhân viên chạy lại nói với bọn mình. Dạ, nếu là gấu này, size lớn thì hơn 400k ạ. À. Nhìn bạn nhân viên nói giá mà mình cũng hết hồn luôn. Mọi người biết không, sinh viên thì đào đâu ra ngay 400 ngàn được hả mọi người? Nếu giờ mua con gấu bông này thì đúng là cuối tháng này mình hấp hối mà sống luôn quá Thế là mình mới nói em vậy nè. À, hay là em chọn con khác đi, có con gấu như này nhỏ nhỏ cũng cu tè lắm nè. Em khi nghe mình nói vậy thì chắc là cũng giận, mặt em biến sắc rồi nói. Thôi, không cần mua nữa đâu, em không thấy thích nữa. Thế là mặt em dỗ dỗi đi ra khỏi cửa hàng luôn mình cũng bối rối không hiểu chuyện gì và mình vẫn quyết định là mua chú gấu mình nhắm từ đầu để mà tặng em lúc đi ra thì mình chạy lại dỗ dành em rồi đưa em con gấu vừa mua nói um, tặng em con gấu nhỏ này trước nha hôm sau anh tặng em con to hơn con này nha khi mà em nhìn thấy con gấu bông trong tay mình thì bảo là không muốn mình chỉ nghĩ em giận dỗi tí thôi mọi người chỉ cần năn nỉ em nhận quà là hết thôi dùng dặn lúc thì em tức quá liền giật lấy rồi vứt vào sọc rác ngay bên cạnh mình đứng hình lúc luôn Rồi hỏi là em có ý gì Em khó chịu rồi bảo Đã không có nhiều tiền rồi Thì rủ người ta đi mua quà làm gì trời Để rồi hy vọng nhờ giờ thất vọng Con đó quấy cũng chỉ hơn 400 can chút thôi Mà anh còn không mua nổi Thì làm được tích sự gì nữa Mình bây giờ mới cạn lời nhìn em mọi người Rõ ràng biết cả hai đều là sinh viên Mình cũng chăm chỉ đi học đi làm thêm Để đưa em đi chơi đi mua quà mà Giờ em lại nói ra những điều này Khiến mình thực sự rất là thất vọng nhưng mà bản thân cũng không nói ra hết là nhẹ nhàng bảo em. Tại anh cũng gần cuối tháng rồi, hiện tại trong người cũng chỉ còn có mấy trăm mà, nếu như anh mua gấu này thì anh chết đói thiệt á. Mình còn nghĩ nếu bản thân đã nói vậy rồi thì em sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Nhưng mà không mọi người, em nói một câu xanh rờn vậy nè. Thì còn mấy trăm mấy còn gì, đã quà thì mua cho lớn đi chứ. Nếu anh muốn thì em đưa anh mấy gấu mì ăn qua ngày là được, sinh viên nào chẳng phải ăn mì vào cuối tháng. Biết em bây giờ còn bướng lắm Cho nên mình cũng lười so đó Thấy mình im lặng thì em càng cấu hơn nữa nha Người ta bảo á Muốn biết người đàn ông có yêu bạn hay không Thì hãy nhìn cách anh ta tiêu tiền vì bạn Em nhìn thấy anh là em biết anh chải yêu em gì hết trơn á Nếu như vậy thì chia tay nhau đi Em đã nói vậy Thì mình cũng không biết nói gì ngoài câu Ủa em Chỉ vì con gấu mà em đòi chia tay hả Ok Nếu như em đã muốn như vậy thì anh chịu em Nghe mình chấp nhận thì em tức tối nói mình là thằng kẹt xỉn tệ bạc. Mình chạy qua thùng rác nhặt lại con gấu em vứt. Nếu như em đã không trân trọng thì mình cũng không thiết gì phải van xin em nữa. Nếu như vậy Oscar có giải diễn sâu và xấu tính thì có lẽ bà hàng xóm gần nhà em chắc phải được gần chục cái tượng rồi á. Xin chào mọi người, em là nữ, năm nay 23 tuổi em đang sống trong một khu sớm mà người người nhà nhà đều rảnh rỗi như nhau. Chỉ biết ngồi chụm lại bới móc soi mối chuyện người này người kia ra. Không những vậy, những người sống ở sớm em lại toàn có những bộ óc thiên tài khi có thể chém gió, xuyên tạc, phóng đại những câu chuyện không có thật hoặc rất nhỏ to lên gấp hàng trăm, hàng nghìn, hàng tỷ lần. Nói hỏng quá chứ, nếu mà kính thiên văn có thể phóng đại tầm nhìn lên gấp hàng nghìn lần, thì mấy bà hàng xóm chỗ em có thể phóng đại sự việc lên không khác gì mấy cái kính thiên văn hết. Từ nhỏ em đã chứng kiến không ít những cuộc cãi vã tranh đấu giữa các ngôi nhà với nhau. Lý do thì cũng không có gì đặc sắc hết. Tất cả chỉ là do nói xấu nhau dữ quá rồi cái đâm ra cả lộn thôi à. Ba mẹ em thì cũng kệ, chỉ lo đi làm, lo cho con cái thôi. Có bị nói xấu sau lưng cũng bỏ qua, Em nhớ lúc mà năm học lớp 11, do không có xe máy đi học, nên có nhờ một bạn nam vào nhà chở đi. Một phần vì bạn nam ấy tiện đường, phần thì học chung một chỗ vào buổi tối, nên đi chung cho em đỡ sợ. Vì đường vào nhà em cũng khá âm u và tối tăm đi nhờ được dăm ba hôm, thì mấy người xung quanh lại đồn ầm lên là, là con Vân nó có người yêu rồi kìa, gớm mấy tí tuổi đầu mà yêu với đương Rồi cả gặp ba mẹ em lại bảo gắng hỏi thằng đó nhà ở đâu con ai đi khéo nó dụ dỗ con gái mày đó rồi lại không biết nó đi học thật hay không hay là dắt nhau đi vô nhà nghỉ rồi làm mấy chuyện bậy bạ chẳng mấy mà bụng chữa vượt cả mặt em cũng thật đến nạ luôn dù cho mẹ em có giải thích với mấy bà đó là chỉ là bạn thôi hôm sau em cũng chả dám nhờ bạn ấy vào chở đi nữa đến mới hôm vừa rồi nhà có cổ mời các cô các bác ấy sang dùng lúc em vừa ngồi xuống mâm ăn mới gấp được có vài đũa thì các bà cô lại nhìn vào em từ trên xuống dưới để soi mói là là con Vân nhìn nó già hơn mẹ nó rồi đà này lấy chồng là mẹ lấy luôn ông xui mất rồi phá lên cười với nhau em kiểu ủa cái quần què gì vậy trời dù sao cũng có cháu cả rồi trên đầu hai thứ tóc mà chả hiểu sao có thể thốt ra được lời như vậy luôn rồi lại còn Ôi vâng con gái mà lông nhiều thế cháu Rậm rạp nhỉ Mẹ mày không biết cho mày tiền để mua kem tẩy lông Hay mua dao cạo để cạo bớt đi hả Cứ để lông lá như này thì chẳng có thằng nào nó dám lấy đâu Nói xong các bà cô đó Lại quay sang vỗ vai nhau cười hô hố Như thể là body Samsung em Là một việc gì đó vui vẻ lắm vậy Má nó cay thiệt chứ Nói thiệt là lúc đó em chỉ muốn ném bát cơm Đang ăn vào mặt mấy bà cô đó Rồi nhào lên bẻ răng Rồi cơm bát với mấy con mũ đó thôi nhưng mà mẹ lại nói nhỏ với em là thôi nhịn đi con, nhà đang đông người, đụng tay đụng chân nó lại mất vui. Mẹ nói chứ, vui vẻ gì khi mà sang nhà người ta ăn cơm, lại chê con người ta các kiểu. Em thật không hiểu nổi, có những người phụ nữ đáng tuổi bà em như thế mà vô duyên hết chỗ nói. Bộ mấy bà không nghĩ đến cháu của mình hả? Mấy bà cũng có cháu gái đó, không khéo sau này còn bị body shaming hơn tôi nữa. Bớt bớt cái mồm lại để cho thế hệ sau này còn tôn trọng một chút đi đi tập văn nghệ mà có người yêu ngang làm không hiểu gì luôn đó cả nhà. Hello cả nhà, gần đến ngày 20 tháng 11 là con tim em nó lại bắt đầu muốn ôm lại chuyện cũ, ngày em và người yêu gặp nhau. Chuyện là được đó gần 20 tháng 11 nên lớp em chuẩn bị cho tiết mục thi văn nghệ. Lớp em có thống nhất với nhau là sẽ diễn một bài múa. Nhưng các bạn của em lúc đó thì học lỡ ở trên mạng nên múa xấu lắm mọi người ạ. À. Em góp ý các thứ xong rồi thị phạm cho các bạn xem thử vài động tác. Khỏi phải nói, Lúc đó ai cũng mắc chữ O, miệng chữ A nhìn em. Vì đâu có ai nghĩ một con đàn ông, bê thùng nước 20 lít, đi giữa sân trường lại có thể múa đỉnh vậy đâu. Xong rồi thì em ra quán chè đối diện trường ngồi chơi Pikachu. Một lúc sau thì có mấy chị lớp trên vào quán, đến trước mặt em rồi hỏi. Em là Thanh Hương 11A4 đúng không? Em lơ ngơ trả lời. Ờ à, đúng rồi ạ, mà em lỡ làm sai gì sao ạ? Mình gương mặt ngu ngu của em mà mấy chị không nhịn được cười luôn đó các bác mấy chị chỉ cười rồi hỏi em chị vừa được mấy bạn cho xem lại clip quay em múa hồi nãy em tham gia vào đội múa của trường nha bọn chị đang bị thiếu mất một người để hoàn thiện bài tính em thì ham vui văn nghệ nên nghe và em cũng đồng ý luôn nhưng em không ngờ chính vì đội múa này mà khiến em gặp được may đẹp tin của mình em theo mấy chị vào lại trường để tập luyện cùng vì là tiết mục đại diện cho trường đi thi huyện nên em cũng cảm thấy hơi áp lực nhưng mà lúc vào tập thì mọi cái em gọi là áp lực đấy bị nhân lên gấp đôi vì điều em không ngờ là bạn nhảy của em đẹp trai quá đổi đẹp trai Trời ơi lúc đó chồng em phải gọi là đẹp trai lắm ý Da trắng nha mũi cao mắt to tròn Nhìn cái là falling love with you luôn Vì có bạn nhảy đẹp trai nên em tập luyện hết mình lắm Có bao nhiêu nhiệt huyết tuổi trẻ là em đặt vào hết Thậm chí khi biết anh là người thực hiện động tác lộn nhào Người bạn nữ để tạo điểm nhấn cho cả bài Thì em còn không ngại nguy hiểm và xung phong làm người thực hiện động tác đó Trời ơi, lúc anh ôm em nhấc bổng lên để lộ mấy một vòng ta nói khúc đó nó sướng hơn là sợ luôn á. Khỏi phải nói thì ai cũng biết em thích anh tới cỡ nào. Vậy mà ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu, tức thiệt cái chứ. Mấy anh chị trong đội múa biết nên cũng hay hẹn nhau đi chơi để cho bọn em có cơ hội tiếp xúc với nhau. Và rồi 20 tháng 10 cũng tới, Sáng hôm đó bọn em tập trung lại nhà Chris của em khi đó và lại chồng của em bây giờ để tiện cho xe của trường tới đón và cũng tiện bách cúp làm tốt các thứ luôn. Vì mẹ chồng em khi đó là thợ trang điểm và làm tốt nữa, còn ba chồng em khi đó là thợ cắt tóc nam, thế nên bọn em được chăm chút từ lỗ chân lông luôn nha các bác. Sau khi được thay bộ quần áo tứ thân, được mấn tóc và trang điểm, nhìn em như một con người khác vậy. Chris em lúc nãy nhìn em xong rồi bảo, Hương trang điểm nhìn xinh thật đấy. Trời không gì sướng hơn luôn cả nhà lúc lên xe mấy anh mấy chị còn sắp xếp để em và anh ngồi cùng trời ơi ta nói ha có được mấy ông anh bà chị đáng giá ngàn vàng luôn mà điều em không ngờ tới là anh xây xe mọi người anh tựa nhẹ vào người em rồi nói cho anh dựa xíu nha anh xây xe khúc đó em đỏ hết mặt ngồi im đâu có dám nhúc nhích gì đâu tim đập loạn cái đường luôn xong rồi bọn em cũng thực hiện xong bài múa nhưng mà chỉ được giải nhì huyện Tiền thưởng thì nguyên ngày hôm đó xung vào con quỷ để cả bọn đi phá luôn. Giữa buổi nhìn mặt anh hơi buồn buồn nên em cũng bắt chuyện. Sao thấy em buồn vậy? Anh nhìn em rồi đáp. Hồi nãy lúc xoay người em, anh suýt nữa làm trước em. Xin lỗi em nha. Em cười rồi bảo không sao đâu. Nhưng mà tim em đập tung tung sang tung sang tung sen, như trống mũi lần á. Và rồi dần dần thì bọn em nhắn tin cho nhau Từ việc nói về sự nghiệp tập múa của em Đến việc chia sẻ quan tâm mọi thứ trong cuộc sống Và thế là đến 20 tháng 11 năm tiếp theo Khi em là trưởng đội múa của trường Chỉ là năm nay không có anh Nên em không làm vị trí trung tâm như năm ngoái nữa thôi Lúc em hoàn thành bài múa Đi ra sau cánh gà Tự nhiên có một tiếng gọi gợi lại toàn bộ cảm xúc của em Một tiếng gọi tên Thanh Hương Và làm tim em loạn nhịp Anh đang đứng cách em ba bước chân vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy Và làm em loạn nhịp mỗi khi gặp mặt Thanh Hương, làm người yêu anh nha Trời là trời Câu đầu tiên sau mấy tháng chỉ nói chuyện qua Messenger đó hả? Nhưng mà ai chứ em thì chịu nha Em nhào tới ôm anh Một cái ôm mà em mong chờ bao nhiêu lâu nay Em ghi chặt lấy anh trong sự ngỡ ngàng của cả đội múa hiện tại Và trong sự vỡ òa à, có sắp đặt của đội múa Đã làm nên chuyện tình của bọn em Thế là sau 5 năm yêu đương, bọn em chính thức thành vợ chồng sau khi cả hai ổn định công việc. Em trở thành giảng viên cho một trung tâm ngoại ngữ cho bé, cũng gọi nôm na là nghề nhà giáo. Vậy nên cứ tới 20 tháng 11 là em lại vòi quà nhà giáo của chồng và đòi quà cho kỷ niệm của hai vợ chồng. Thật sung sướng biết bao. Thế nên em muốn gửi lời nhắn nhủ đến mấy bé còn đang đi học. Hãy cứ tham gia hoạt động của trường đi mấy em ơi. Biết đâu mấy đứa lại tìm được người yêu hoặc là đẹp tini của cuộc đời như chị thì sao? Em có không biết là bài của em có được đăng lên không, nhưng em chỉ muốn tâm sự với Page về điều mà em cảm thấy chán nhất ở trường. Em là nữ, em đang thôi học tại một trường quốc tế, nên mỗi lớp sẽ ít học sinh hơn bình thường. Trong khi các lớp bên cạnh nam nữ đều nhau, thì lớp em lại đông con trai hơn, con gái chỉ thấy lác đác vài đứa, khiến lớp trông đã ít lại còn mất cân bằng nữa đã vậy con trai lớp em những thằng ổn áp một chút chỉ đếm trên đầu ngón tay nói gọn hơn là chỉ vỏn vẹn hai đứa theo em là ổn thôi còn lại chúng nó không nghịch hay quấy phá nhưng mà lại cực kỳ thiếu tinh tế em nói ở đây là những điều cơ bản chứ không cần chúng nó phải tâm lý nha bọn em là con gái là ít hơn lớp người ta thì chiều thì quý còn lớp em thì lại coi đó là bên yếu hơn chúng nó dùng số lượng bên vực nhau đặc biệt là một bạn nam này, đã vô duyên rồi lại còn nghĩ mình hay, thỉnh thoảng bạn ấy lại nhìn vào mặt con gái bọn em, rồi thở ra mấy câu kiểu, Ê, mày để tóc này trông hỏng đẹp gì, trông tráng thì nhô mặt thì to, hoặc lúc đứng sau bạn nữ thì nó lại bảo, hôm nay mày không gọi đầu hả, tóc bết thế, hay mày đeo ở niền nên không đánh răng được hay sao mà răng vàng vậy? có đứa ngang nhiên khinh thường con gái, nói rằng con gái lớn chỉ đi lấy chồng, không làm được gì cho bố mẹ, trong khi nó là thằng học ngu, tệ nạn nhất lớp, lại còn chẳng bao giờ chịu thay đổi. Em nghe mà em thấy thương hại cho cái suy nghĩ nông cạn của nó, chẳng biết sau này nó ông to bà lớn gì, nhưng với cái suy nghĩ đó em thấy thương cho ai đen đuổi vớ phải nó làm chồng. Đỉnh điểm hơn cả về sự tệ hại của con trai lớp em là hôm 20 tháng 10 vừa rồi. Chẳng lẽ hôm đó cuối ngày có giờ sinh hoạt tự do nên tổ chức một buổi tiệc cho chúc mừng vào lúc đó. Và hay quá luôn, các bạn nam tỏ thái độ không vui ra mặt rằng bữa tiệc đang làm mất tiết chơi thể thao của mấy bạn ấy. Chính cái thằng ăn nói như đấm vào mồm em nói phía trước, á, lúc thầy bảo tổ chức vào tiết đó, nó cấu, mặt mày nhăn nhó như sắp nổi khùng lên. Rồi ngay trước mặt em nó bảo là, lớp có vài đứa con gái, làm gì mà mất những hai tiết thể thao mà tao chờ cả tuần rồi. Và xong sau đó, lúc tổ chức, Ít ra mấy thằng còn lại có hợp tác vui vẻ tặng quà mà thầy bảo đưa cho chúng em. Và mọi người biết sao không? Thằng đó ngồi bên dưới như một vị khách, không một câu chúc, không một ánh mắt quan tâm. Vẻ mặt nó nói lên rằng nó méo coi con gái chúng em ra gì. Và nó thấy phiền phức thiệt thòi khi phải dành một lần chơi game trong tiết tự do để tổ chức 20 tháng 10. Hôm đó con gái bọn em rất buồn, nhưng cũng không muốn nghĩ ngợi rồi tự tổn thương vì những người không đáng, nên chẳng ai nói gì. Mọi người cho em hỏi, lớp của mọi người hay nơi mọi người sống có như thế không? Tổ chức một hai ngày vui cho các bạn nữ đối với các bạn nam khó vậy sao? Con gái đâu cần các cậu tặng quà, qua đó tụi mình thừa khả năng tự mua. Cái quan trọng là các cậu có một chút gì đó để ý hơn ngày bình thường là được mà. Khó khăn đến vậy sao? Gửi anh Trung, không quên người cũ thì đừng yêu nữa ạ. À. Chào mọi người, em là Ngọc, năm nay là sinh viên năm nhất. Người yêu em, à không người yêu cũ ạ à, tên trung học năm ba cùng trường ban đầu em chọn một trường đại học khác để theo đuổi môn ngành y mơ ước của em nhưng mà khi gặp anh em đã quyết định bẻ hướng cuộc đời chuyển sang khoa kinh doanh quốc tế với một tâm thế mới một trải nghiệm mới cứ ngỡ là đã tìm được mẫu người yêu lý tưởng đẹp trai sáng sủa thông minh sáng dạ và thậm chí còn dành rất nhiều thời gian cho em nữa dù anh ấy cực kỳ bận nhưng em đã nhầm mọi người ạ à. Khi em tin vào mọi thứ đang diễn ra cực kỳ màu hồng, thì bỗng một ngày em phát hiện nếp Facebook của em không tìm thấy Facebook của anh. Em hỏi thì anh bảo là anh bị hắt. Em cũng ngây ngô tin thật. Sau một ngày đẹp trời, em đã nhớ ra mình còn ạc à phụ nữa. Nên em tìm Facebook của anh xem thử, thì nó vẫn hiện. Ủa là sao má? Vậy là em bị lóc hả? Em không tin gửi cho mấy đứa bạn thử lại thì đều như thế. Em tra hỏi thì anh chỉ bảo là anh không dùng cũng chả biết. Xong bắn đi một thời gian, tự nhiên anh hỏi em là nếu em không gặp anh em sẽ thành người như thế nào Em tưởng là anh chỉ hỏi vu vơ Nên em cũng thật thà đáp Chắc sẽ là một người ít dám liều lĩnh như bây giờ Sau hôm đấy anh bỗng biến mất mọi người à Em cũng không có thói quen tìm người yêu trước Tại thường anh cũng bận lắm Tối không nhịn được em hỏi Thì anh nói anh bị sổ siêu vi Em lo lắm Tại còn thương anh nên em cũng không dám làm phiền để anh nghỉ ngơi Sau đó tối em có nhắn hỏi thăm anh Thì anh nói anh có vấn đề tâm lý Em sợ anh nghĩ quẩn nhưng cũng chả biết làm gì đột nhiên em nhớ ra facebook thế là em phi thẳng vào xem như nào thì ôi trời ơi một loạt các dòng trạng thái nhớ người yêu cũ u sầu hoài niệm vì chuyện đã qua em hỏi anh thì anh nhận luôn là anh không quên được người cũ và anh mất cảm giác khi ở bên em anh ấy nói thêm là muốn trả tự do lại cho em muốn em quên anh ấy đi và xứng đáng có một người tốt hơn ở bên cạnh chăm sóc Ủa anh ơi, anh ăn gì mà anh hãm quá vậy? Em dành tất cả tình cảm cho anh để nhận lại cái này hả? Đã vậy em còn cho ổng mượn tiền, mà ổng mượn tiền em tưởng để làm gì? Hóa ra là mượn tiền để đi mua hoa, mua quà, tặng 20 tháng 10 cho người yêu cũ. Em thì chẳng có một cành hoa hay một lời chút nào luôn. Nghĩ mà cay quá mọi người. Em nên làm gì đây ạ? Mọi người giúp em với... À, chị nào đang nghe bài không nên yêu mấy người tin Trung nha. Vì Trung ở đây không phải là Trung thực mà là Trung tình hay là trung tình như mọi người nghĩ đâu tất cả chỉ là trung trẻ trâu vay tiền không trả thôi ạ à. yêu mấy người tên trung đây này chỉ ngọt ngào dễ nghe lúc đầu khi chưa vay được tiền thôi đến khi vay được tiền rồi mới biết mặt ngay mọi người ạ à. thêm cái là trung à tao không có chấp nhận lời xin lỗi của mày trả tiền cho tao đi đừng có mà nghĩ là mày luyện người yêu cũ mà ăn được của tao gần cũ mà mày vay, búa cái thằng hãm mày mà không trả tiền cho tao thì đừng trách tại sao lá cây có màu xanh nha